Trong những năm qua, huyện Bắc Tân Uyên luôn quan tâm và ưu tiên nguồn lực, tập trung chăm lo cho ngành giáo dục, qua đó góp phần từng bước đưa chất lượng giáo dục của huyện ngày càng được nâng cao và đi vào thực chất. Song hành với quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa, huyện Bắc Tân Uyên đã thu hút lượng lớn lao động từ các nơi đến làm ăn và sinh sống. Điều này đồng nghĩa với việc gia tăng dân số cơ học của địa phương. Từ đó, số lượng học sinh trên địa bàn huyện cũng gia tăng qua từng năm. Bước vào năm học mới 2024-2025 này, thầy và trò thuộc các trường, các cấp học trên địa bàn huyện Bắc Tân Uyên rất vui mừng và phấn khởi bởi cơ sở vật chất trường lớp được Ủy ban nhân dân huyện cùng ngành giáo dục huyện Bắc Tân Uyên đầu tư xây dựng và sửa chữa nâng cấp khang trang. Cùng với đó, trang thiết bị, đồ dùng dạy và học cũng được đầu tư, trang bị đầy đủ, hiện đại, đáp ứng tốt nhu cầu giảng dạy và học tập của nhà trường. Hiện nay thì toàn huyện có 21 trên 25 trường đã được lầu hóa và đang xây dựng là một trường tiểu học Tân Lập và xây bổ sung 6 phòng học cho trường trung học cơ sở Lạc An. Và bước vào năm học 2024-2025 thì có hai cái cơ sở được đưa vào sử dụng, đó là trường Mầm non Bông Trang và trường trung học cơ sở Tân Định. Hiện tại thì nhà trường có 27 lớp trên 28 phòng học, và trong 28 phòng học này thì được trang bị máy chiếu là 28 trên 28 là cái bảng tương tác, tạo điều kiện rất là thuận lợi cho cái việc giảng dạy của giáo viên và cái việc học tập của học sinh, cái tiết học nó sẽ sinh động hơn. Ngoài ra thì những cái nhà trường còn được trang bị hơn 300 iPad để dùng cho học sinh trong các cái tiết học. Rồi cũng tất cả các phòng học trong nhà trường đều được trang bị là máy lạnh. Đầu tư xây dựng cái cơ sở vật chất trường mầm non Bông Trang mới khang trang hiện đại như thế này, thì được chuyển về cơ sở mới thì đó là một cái niềm vui, niềm phấn khởi và cũng là một cái động lực để tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và trẻ của trường mầm non Bông Trang cố gắng phấn đấu để mà hoàn thành các nhiệm vụ được giao trong năm học. Cùng với đó, huyện Bắc Tân Uyên đã cùng với Sở Dục Đào tạo luôn quan tâm rà soát nhằm kịp thời tuyển dụng, bổ sung viên chức cho ngành giáo dục của địa phương. Hiện nay, toàn huyện có tổng cộng 819 cán bộ giáo viên, đa số đều đạt chuẩn và trên chuẩn nghiệp vụ chuyên môn ở từng cấp học, cơ bản đáp ứng tốt nhu cầu dạy và học của các trường, nhóm lớp trên địa bàn. Song song đó thì được sự quan tâm của Ủy ban nhân dân huyện bố trí kinh phí để ngành giáo dục đào tạo huyện phối hợp với các trường đại học có uy tín như Đại học Sư phạm Hồ Chí Minh, Đại học Thủ Dầu Một, Đại học Bình Dương mở các cái lớp bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên ở các cấp để đạt cái trình độ chuẩn. Với sự quan tâm đó, tin tưởng rằng chất lượng giáo dục của huyện Bắc Tân Uyên trong năm học 2024-2025 và những năm tiếp theo sẽ được nâng lên.